đâm thủng đầu rắn. Con đi đâu thế? Con đi bắt rắn mẹ ạ. À, tranh thủ mấy ngày trời ẩm, chúng ra nhiều. Con phải nhớ cẩn thận nhé. Nhà còn có một mẹ một con. Con mà có mệnh hệ nào, mẹ sống sao nổi. Vâng, con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi ạ. À, mấy cái giày leo này vướng lối đi quá. À, rắn, à, rắn kìa. Cứu, cứu với. Ừ, ông không sao chứ? Tôi cảm ơn anh, không có anh thì... Ông có sao không? Con còn chưa kịp định thần nữa. Ta không sao, may mà có chàng trai này. Hai người ở đâu mà đến vùng này, lại còn đi vào con đường rừng nguy hiểm này làm gì? Còn anh, sao anh biết là nguy hiểm mà vẫn đến đây? Có gì đâu, tôi đang trên đường đi bắt rắn, vừa lúc thấy ông đây gặp nạn. Loài rắn này cực kỳ nguy hiểm, thấy người lạ đớt ngay trong tích tắc. May mà tôi kịp thời phóng dao ra, nhưng tiếc là con rắn đã chết mất rồi. Con rắn chết thì có gì mà tiếc. Ông ở xa đến nên không biết. Con rắn này thuộc loại rắn rất hiếm, cực độc, đã cắn người là không ai thoát chết. Nhưng nó lại làm được một loại thuốc quý, chữa được nhiều bệnh. Chúng thường hay xuất hiện vào mùa xuân ẩm ướt, có khi đi cả tháng mới bắt được một con. Dân làng tôi được lệnh vua mỗi năm phải bắt lên 2 con. Nhưng chúng phải còn sống mới công hiệu. Ai bắt được rắn thì không phải nộp thuế ruộng nữa. Rắn độc nguy hiểm vậy mà gia đình anh cũng cho anh đi bắt rắn ư? Chẳng giấu gì ông, gia đình tôi đi bắt rắn đã nhiều đời nay. Ông tôi chết vì nghề bắt rắn, rồi cha tôi cũng vậy. Nhà chỉ còn 2 mẹ con, đến tôi nối nghiệp mấy lần suýt chết. Vậy thà anh nộp thuế như bình thường có hơn không? Nhà tôi 3 đời ở làng bắt rắn, kể ra đã 60 năm. Giờ cuộc sống của dân làng ngày càng nghèo túng, sưu cao, thuế nặng. Người ta phải bán hết cả hoa màu, chắt bóp tất cả những thứ có trong nhà để nộp thuế. Nhiều người làng cũng phải bỏ đi kiếm ăn nơi khác, hoặc tha phương cầu thực, chết đói nơi xứ người. Bắt rắn tuy có nguy hiểm thật, nhưng nhờ đó mà mới có thể sống đến bây giờ. Bảo tôi bỏ nghề để làm ruộng nộp thuế thì khác gì bắt chết chứ. Lâm, con đã nghe chuyện gì chưa con? Chuyện gì hả mẹ? Mẹ vừa đi chợ về, thấy ngoài đình có cáo thị sưu thuế làng ta được miễn 3 năm, từ nay cũng không cần phải bắt rắn cống nạp hàng năm cho nhà vua nữa. Thật sao mẹ? Sao lại có chuyện này? Mẹ nghe mọi người bàn tán suốt, nghe nói là vì có quan tể tướng tâu trình với nhà vua nên làng ta mới có phúc như thế. Có ai ở nhà không? Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay ta đến đây cảm ơn cậu lần trước đã cứu mạng ta trong rừng. Chuyện này là... Đây chính là quan tể tướng đầu triều. Hôm trước người ăn mặc thế để đi thị sát tình hình dân chúng. Cũng nhờ thế mà ta mới biết nỗi khổ của người dân ở đây bao năm nay. Sau khi nghe ta tấu trình, hoàng thượng đã đồng ý miễn thuế cho dân làng, đồng thời bãi bỏ chuyện cống nạp rắn. Những thứ này chính là để cảm ơn cậu đã không quản nguy hiểm, hy sinh tất cả để cứu mạng ta. Trời, chúng tôi xin tạ ơn người. Không cần phải cảm ơn ta, có được ngày hôm nay chính là nhờ sự quả cảm không quản gian nguy, cứu người lúc nguy khốn của cậu đấy chứ. Niềm tự hào của My. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới đi chơi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ xin lỗi, dạo này mẹ hơi bận nên không có nhiều thời gian dành cho con. Đợt này mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn nha. Thật không hả mẹ? Tất nhiên rồi. Chị là nhà văn Thu Uyên, phải không ạ? Chúng em rất hâm mộ chị. Chị cho em xin chữ ký được không? Ồ, được chứ. Cảm ơn chị, chào chị. Chào hai bạn.
mọi người biết đến thật là tuyệt. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nữ nhà văn tài năng, nhà văn Thu Uyên. Được biết đến như một nhà văn với những tác phẩm, những tiểu thuyết vô cùng ăn khách, chị còn là nhà biên kịch tài năng của bộ phim đang được yêu thích Khu Vườn Trong Nắng, được rất nhiều người mến mộ. Chị có cảm xúc thế nào ạ? Anh quá khen. Tôi thật sự vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Tất cả mọi người tôi gặp, ai ai cũng đáng để tôi học hỏi. Tôi trau dồi thêm vốn sống của mình để có thể viết thêm những câu chuyện từ chính những con người mà tôi đã gặp. Bà ơi, mẹ con trên tivi kìa. Ừ. Ước gì sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành người nổi tiếng như mẹ, được nhiều người yêu quý và biết tới. Ừ, chỉ cần cháu cố gắng là sẽ làm được điều mình muốn thôi. Hôm qua mình thấy mẹ My trên tivi đấy. Thấy á? Chuyện thường ấy mà. Mẹ tớ được lên tivi suốt. Mẹ tớ còn vừa nhận được giải nhà văn xuất sắc nữa cơ. Mẹ Vi giỏi thật đấy. Mẹ tớ có nhiều người hâm mộ lắm nhé. Ai gặp cũng muốn xin chữ ký, chụp ảnh. Rồi còn được tặng quà nữa. My thích thật đấy. Có mẹ là người nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Ừ, tất nhiên rồi. Sau này tớ sẽ giống như mẹ tớ cho xem. Chắc là thế rồi. Cậu cũng học văn giỏi thế cơ mà. Lại được chọn đi thi học sinh giỏi văn nữa. Phải đấy. Mai sau My thành nhà văn nổi tiếng thì phải cho chúng tớ xin chữ ký đấy nhé. Tất nhiên rồi. Mà hôm nay hình như lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là con của bác bảo vệ trường. Con bác bảo vệ ư? Thôi quan tâm làm gì, tớ vào lớp đây. Ơ, chờ chúng tớ với. Mẹ ơi, con được chọn đi thi học sinh giỏi văn đấy. Vậy à, cố lên con nhé. Sau này con sẽ trở thành nhà văn giống mẹ, mẹ nhé. Ở lớp ai cũng ngưỡng mộ mẹ. Mấy bạn con nói, mẹ thường xuất hiện trên tivi, trên các trang báo. Mẹ là người của công chúng, mẹ là người giỏi nhất. Ở lớp ai cũng thích chơi với con. Vừa có mẹ là người nổi tiếng, lại vừa học giỏi. Ngay cả bạn mới đến là con của bác bảo vệ trường cũng muốn chơi với con. Nhưng mà con chẳng thích chơi với bạn ấy. Mẹ không giỏi đâu con. Mẹ chỉ là người phụ nữ may mắn. Mẹ thua xa rất nhiều những người mẹ của các bạn con đấy thôi. Không phải đâu mẹ ơi. Mẹ của các bạn con, người thì làm lao công. Có bác bán hàng ngoài chợ, có người làm ngân hàng, cô giáo, công an. Nhưng mà trong lớp không có ai làm nghề nổi tiếng như mẹ. Cho nên các bạn ấy ngưỡng mộ mẹ lắm. Con yêu à. Nhưng mẹ lại ngưỡng mộ những bà mẹ của bạn con. Và mẹ rất xấu hổ về chính bản thân mình đấy. Sao lại thế ạ? Mẹ của các bạn con tuy có người làm những công việc rất đỗi bình thường, nhưng họ biết dạy các con mình biết lắng nghe, biết kính trọng công việc của người khác. Còn mẹ tuy mang tiếng là người cầm bút, nhưng chưa biết cách dạy con mình có tính khiêm tốn, chưa dạy con biết trân trọng những công việc người khác đang làm. Ơ? Thực ra công việc nào cũng giống nhau cả thôi con. Điều quan trọng là nhân cách và trách nhiệm. Người lao công quét rác cũng có giá trị của công việc quét rác. Chỉ có khác họ nhặt rác bỏ vào thùng để làm sạch môi trường. Công việc cầm bút của mẹ cũng vậy. Mẹ lượm từng chữ giữa những mảnh đời mẹ thấy, xây dựng để tạo ra những cốt truyện thôi con. Cho nên con đừng nghe những lời khen về công việc của mẹ mà coi thường mọi công việc của những người xung quanh là tầm thường, con nhé. Con hiểu rồi ạ. Vậy con cố gắng, mẹ cố gắng, cả hai mẹ con ta cùng phấn đấu, được không? Dạ. Khỉ con cả tinh.
Chính, chú Chính mau đến đây. Thích quá, thích quá. Thế là mình thành công rồi. Mình phải đi khoe ngay với bạn thỏ. Lạ thật, thỏ con chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Mình đang có chuyện vui muốn khoe mà. À đúng rồi, phép này của mình còn có thể gọi người mà mình muốn gặp xuất hiện ngay trước mặt mình mà. Thỏ con, mau đến đây. Ơ, sao thế này? À, mình giỏi quá, giỏi quá. Mình đang đứng ở vườn thu hoạch cà rốt với mẹ mình mà. Sao giờ lại đứng trước mặt cậu thế này? Đó là do cây gậy mới này của mình đấy. Là sao? Mình chưa hiểu. Mình nghiên cứu được một phép mới. Có thể gọi người hoặc tìm đồ vật bất kỳ nào đó xuất hiện ngay trước mắt mình. Thật sao? Thật chứ. Để mình chứng minh cho bạn thấy nhé. Giờ mình sẽ gọi bạn Sóc đến chơi cùng nhé. Sóc con, mau tới đây. Ơ, cậu thấy chưa? Cậu thấy phép mới của tớ hay không nào? Hay quá, hay quá. Vậy là từ nay, mình muốn chơi với bạn nào thì chỉ cần cầm gậy của cậu và gọi bạn ấy tới thôi. À, đúng rồi. Thấy là mình có cách để kiếm mồi mà đỡ phải đi săn bắt vất vả rồi. Nhưng nó lẩm bẩm câu thần chú thế nào nhỉ? À, có cách rồi. Vui quá, mình có phép mới. Nhất định mình sẽ được thầy khen là thông minh. La la la. Quái lạ, có tiếng khóc ở đâu đây nhỉ? Sao cái số của tôi khổ thế này? Bác ơi, bác làm sao mà khóc thảm thiết vậy? Cái thân già của tôi sao lận đận thế này? Ông trời không thương tôi gì cả. Có chuyện gì với bác vậy? Tôi có ba đứa con, nhưng chúng đều vắng số, đời bỏ tôi mà đi. Sau này tôi có nhận nuôi dây con, chúng tôi ở với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà... Nhưng sao ạ? Sáng nay tôi dẫn nó đi chơi, lanh quanh thế nào mà tôi đã bị lạc mất dây con rồi. Thế này thì tôi biết sống thế nào? Dây con ơi, con ở đâu? Mau về đây với mẹ nào. Cậu có thể tìm lại giúp tôi được không? Thiếu nó, tôi không biết sống thế nào nữa. Từ sáng đến giờ cháu có gặp bạn dây nào đâu. À đúng rồi, cháu có cách giúp bác rồi. Cháu mới nghiên cứu được phép mới. Cháu sẽ giúp bác tìm bạn dây về nhé. Ôi, thật là may mắn cho ta. Dây con, mau tới đây. Ơ, sói dạ. Thấy là ta đã biết câu thần chú rồi. Bác Thế là từ giờ ta chẳng phải chạy mệt ngoài đường nữa, mà vẫn có dư giả con mồi để xơi dần. Trả gậy thần cho cháu. Trả lại cho cháu. Pháp sư gấu, pháp sư gấu. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang đi tìm con thì đột nhiên nó biến mất ngay trước mắt. Nghe thỏ con nói, khỉ con mới chế được phép mới có thể gọi bạn đến ngay trước mặt. Chúng tôi mới đến đây tìm. Pháp sư có thấy con chúng tôi không? Tôi không thấy và cũng chưa thấy khỉ con về nhà. Khỉ con, dây con và sóc con đâu rồi? Chúng có đi cùng cháu không? Con không biết. Thế cây gậy phép của con đâu? Con bị sói già trộm mất rồi. Bác ấy lừa con để học câu thần chú của con, rồi cướp gậy phép của con đi rồi. Cái gì? Sói già ư? Ôi, con tôi. Nhanh, chúng ta phải đi tìm sói già ngay. Thấy là bữa tối nay ta đã có con mồi ngon rồi. Thả tôi ra, mẹ ơi cứu con. Im ngay.
sẽ không có ai đến cứu được các người đâu. Các người chết chắc rồi. Ôi, con mồi của ta đâu rồi? Chúng đang ở đây. Ta đã có gậy phép này. Mất con mồi này, ta sẽ có con mồi khác. Lo gì? Gậy của ta đâu rồi? Gậy trên tay ta đây nè. Xem nào, hay giờ ta sẽ biến ngươi đến một vùng sa mạc khô cằn, cách đây hàng vạn dặm, liệu có được không nhỉ? Không được, không được. Con đã thấy lỗi của mình chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Cháu xin lỗi tất cả mọi người. Chỉ vì cháu ngây thơ, dễ tin người nên mới bị sói già lừa như vậy. Suýt chút nữa thì con đã hại dê và sóc con rồi. Dù sao sóc và dê cũng đã trở về an toàn rồi. Chỉ mong lần sau cháu biết chọn bạn mà chơi và không được dễ dàng tin người khác như vậy, đặc biệt là tên sói già gian ác kia. Con đã nghe rõ chưa? Dạ con rõ rồi ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.